tên á. Trái dừa gà nó tới nó chín rồi, nó rụng cái cùi đó, nó xúc cái cùi nó ra. Cái này người ta đang đông lúa rồi. Lúa người ta phơi á, giờ người ta phơi xong rồi người ta xúc vô để xúc bao. Hai ngày đi ngang thấy nguyên cánh đồng lúa chín rồi, bữa nay đi ngang là cắt xong hết rồi. Chủ
mấy đứa nó đi kiếm đồng ăn chuột. Chó phải nhớ nè, sấy sát phải giặt chuồng phân đây thôi. Đứa này phấn nè, chép phấn nè. Che khoắn nè. Bột mì quá chứ không phải phấn.